Một chú nai bị thương. Nai ơi, bạn đã đi đâu vậy? Vực thẳm đấy. Hồ nước kỳ diệu, nếu nó giúp được các loài vật trong rừng thì có thể với mình cũng vậy chăng? Nếu lỡ như nó hủy diệt mình thì sao? Không, mình không quyết định được. Nó làm mình sợ quá. Em ở đây. Các anh ơi, em đây. Em đây. Các anh ơi, cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Cô không thể là em gái của chúng tôi được. Em của chúng tôi không phải thế này. Chúng tôi không hề biết cô gái. Cô không phải là em của chúng tôi. Vậy các anh cũng không phải là anh của tôi sao? Các anh tôi sẽ nhận ra tôi. Có lẽ tôi nên nhảy xuống vực thẳm kia. Có lẽ là vậy. Các anh em, hãy cứu cô ấy đi. Em gái, đây là em gái của chúng ta. Elisa, Elisa của chúng ta. Ai bảo đây không phải là em gái của chúng ta chứ? Ai bảo vậy chứ? Các anh đã biến thân. Các anh đã biến thành người. Chào anh Christian. Chào anh Klaus. Ôi Hans, thật khó nhận ra anh. Anh Herman. Anh Knut. Chào anh Otto. Anh Peter. Anh Peter bé nhỏ của em. Đây không phải là nơi mà các anh ở. Các anh ở bên kia biển, có trong một xứ sở cũng đẹp như xứ sở này. Ở đó có những đám mây đẹp đến nỗi như ở xứ sở thần tiên vậy. Mỗi năm một lần, vào ngày dài nhất, các anh có thể bay về đây. Đây là nhà của chúng ta, luôn ở trong tim của chúng ta, nơi có những khu rừng thân thương của chúng ta. Trên cánh đồng cỏ, như những ngày thơ ấu, chúng ta cưỡi ngựa dạo quanh, và những người đánh cá đã hát những khúc hát giống nhau để chúng ta cùng nhảy múa. Và bây giờ các anh đã tìm thấy em gái thân thương. Nhưng đến bình minh thì các anh phải tạm biệt em. Các anh phải vượt biển để quay về xứ sở xinh đẹp nhưng xa lạ kia. Các anh ơi, hãy cho em đi với. Các anh ơi, đừng bỏ em ở lại. Không đâu, Elisa. Điều đó không thể nào. Các anh không có tàu bè gì cả. Phải, chúng ta không có tàu thuyền. Nhưng chúng ta có thể đan một chiếc lưới bằng thân cây liễu. Chẳng lẽ chúng ta lại không đủ sức để chở em qua bên kia biển hay sao? Elisa thức dậy rồi. Chào em, Elisa. Chào em, Elisa. Chào anh, Christian. Chào anh, Peter. Chào các anh. Xin chào Elisa.
vào ban ngày, các anh bay như những con thiên nga. Khi hoàng hôn buông xuống, các anh lại biến thành người. Ở giữa lòng đại dương có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước. Chúng ta sẽ nghỉ chân ở đó. Không có tảng đá ấy, các anh không thể nào trở lại tổ quốc. Có chỗ nào các em? Quy to rồi các em, mặt trời đã khuất dạng mà vẫn chưa thấy tảng đá đâu cả. Hỡi đại dương của ta, xin đừng nổi sóng, đã đến giờ yên ngủ rồi. Hãy cho tôi và các anh được nghỉ ngơi đến lúc bình minh. Hỡi bầu trời, hãy mở ra cửa sổ để chúng tôi được nhìn thấy ánh trăng. Hỡi mặt trăng, hãy là một người chị của anh em chúng tôi. Hỡi gió, đã đến lúc phải ngừng thổi. Cùng nhau, một chuyến hành trình dài sẽ sớm bắt đầu. Các anh đã ngủ rồi. Các anh mệt mỏi rồi. Các anh cần lấy lại sức. Và mình sẽ trông chừng các anh ngủ giống như những ngày thơ ấu. Nó tới rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là câu đố của quả. Họ luôn đi 11 người, nhưng hôm nay vì lý do gì đó mà có thêm một người. Người đó chính là tôi. Tôi là người thứ 12. Cô là ai? Tôi là em gái của họ. Tên là Elisa. Tôi biết. Tôi có nghe về cô. Các anh cô có kể về cô. Đó là lý do họ tìm cô à? Phải, các anh đã tìm tôi. Vậy thì hay quá. Còn cô thì sao? Cô cũng biến thành thiên nga như họ à? Không, tôi không biến hình. Vậy thì hay quá.
Thật không thoải mái gì khi ban ngày là chim, ban đêm là người. Rốt cuộc thì cô sẽ không biết hành xử thế nào. Chẳng hạn như tôi là một con quạ, cho nên tôi hành xử như một con quạ. Ôi, ước gì tôi có thể giải thoát cho các anh mình. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi thì biết. Nhưng mà khó lắm. Cô không làm được đâu, dù có muốn đi nữa. Nên tốt hơn là không cần nói. Tôi có thể làm mọi chuyện, dù nó có khó đến đâu đi nữa. Vậy sao? Được thôi. Vậy thì tôi nói cho cô biết. Ôi, hôm nay trời ướt át. Đúng là cơn ác mộng. Cổ họng tôi lạnh quá. Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Vậy thì nghe kỹ đây. Các anh cô sống trong một hang động bên kia bờ đại dương. Gần hang đó, những cây tầm ma đang lớn. Nhưng chỉ có loài tầm ma này và loài tầm ma mọc ở nghĩa địa mới dùng được. Hãy nhớ lấy điều đó. Và sau đó thì cô dùng tay, nhớ là phải dùng tay bứt những cây tầm ma đó. Cô phải vò nát cây để lấy những sợi gai dệt thành 11 chiếc áo. Sau đó thì quàng chúng lên những con thiên nga. Khi chiếc áo chạm đến, dù chỉ là lông vũ, thì phép ma sẽ tiêu tan. Hãy nhớ lấy, kể từ phút giây cô bắt đầu công việc, cho tới khi cô hoàn thành, cô không được nói một lời nào cả, bởi vì những lời cô nói sẽ giết chết các anh cô. Cô sẽ có đủ dũng cảm và kiên nhẫn chứ? Hãy nhớ kỹ những điều đó. Có phải là nơi này không? Nó đẹp quá. Không, đây chỉ là đám mây thôi. Có phải đây không anh? Không, đó cũng là một đám mây. Và đó cũng không phải, đó là một đám sương mù. Em biết rồi, em chắc chắn đây không phải là mây, chính là nơi này. Phải, đây là nơi ở của các anh. Em sẽ sống ở đây. Buổi chiều, các anh sẽ quay trở lại cho đến tối và mang thức ăn về cho em. Các anh ơi, em sẽ làm mọi chuyện để cứu các anh. Thank you.
thật dũng cảm, chúc cô gái gặp may mắn. Nhưng hãy nhớ, điều quan trọng chính là không được nói. Bác ơi, nhìn kìa, hoàng đế lại cưỡi ngựa vượt lên. Điều đó không quan trọng đâu, Martha. Con là cô dâu của hắn mà. Hắn sẽ cưới con sớm thôi, và con sẽ được ngồi lên ngai vàng. Hắn sẽ đi săn, và ta sẽ cai trị đất nước này. Là một thiếu nữ xinh đẹp. Hả? Một vẻ đẹp hiếm có. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một cô gái tầm thường, dơ bẩn thôi. Nàng là ai? Làm sao mà nàng lại tới chỗ này? Hỡi cô bé kiều diễm kia, hãy trả lời ta đi, đừng nghe ngại. Nàng là ai? Có vẻ như cô ta bị câm. Hãy đi theo ta, hỡi cô bé. Ta sẽ khoác hương lụa lên mình nàng. Xin đừng để ý đến cô ta, thưa bệ hạ. Eliza không thể nào rời bỏ chúng ta được. Em ấy bị bắt cóc rồi. Chúng ta phải đi tìm em ấy. Ngày mai, khi mặt trời vừa mọc, chúng ta sẽ bay đi tìm Eliza.